Chào anh chị em, tôi Linh Mục John Bautista Nguyễn Minh Hùng, Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Vân đây. Hôm nay tôi cho anh chị em được nhìn thấy cái khung cảnh còn hoang sơ. Xe máy cày vừa đi ngang qua nó hơi ồn anh chị em. Tôi dừng lại để cho xe nó đi qua rồi tôi mới nói chuyện tiếp với anh chị em. Thế thì cho anh chị em nhìn thấy cái cảnh còn hoang sơ, cảnh còn rừng, còn vườn cây rất nhiều trên cái con đường đi từ Bình Dương, từ thành phố mới Bình Dương đến cái vùng Lạc An mà trong đó có giáo xứ Mỹ Vân của chúng tôi. Anh chị em nhìn xem nhé, tôi review qua một chút, tôi giới thiệu qua một chút để anh chị em nhìn thấy khung cảnh còn rất hoang sơ, rất là thú vị. Chúng ta ở những nơi phố phường, ở những nơi đô thị hóa, hàng ngày cuộc sống bon chen, rồi khói xe, rồi bụi bặm, rồi tiếng ồn làm cho chúng ta mệt mỏi. Có dịp nào tôi mời anh chị em về giáo xứ Mỹ Vân, đi trên cái cung đường mà toàn là những cây, những rừng, toàn là những cỏ, toàn là cây cao su, với những con đường hoang sơ thế này, lâu lâu mới có bóng xe chạy qua, anh chị em sẽ thích vô cùng. Và tôi quả thật là từ một cái thị trấn khá lớn của tỉnh Tây Ninh, đó là thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, mặc dù nó là cái nơi gần biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thật, thế nhưng nó là một thị trấn phát triển. Còn khi tôi về Mỹ Vân này thì tôi thích vô cùng với cảnh thiên nhiên như thế này. Anh chị em nhìn thấy, bây giờ tôi lia máy qua một cái vòng để anh chị em nhìn thấy cảnh thiên nhiên còn rất đẹp, còn rất hoang sơ, và nó là những vườn cây. Đây là cây cỏ ven đường đây anh chị em. Cây cỏ ven đường. Đây là, lên đây một tí là vườn cao su. Một tí đây là vườn cao su. Đây, anh chị em thấy vườn cao su. Đó. Rồi lâu lâu có bóng xe qua. Trước mặt chúng ta là cái đồi. Anh chị em thân mến, trước mặt chúng ta là cái đồi đây, đồi nhỏ nhỏ thôi. Cái đồi này người ta vừa mới đốn những cây tràm, còn lại là họ đang cày xới để chuẩn bị trồng cây gì đó chắc. Và ngay trước mắt chúng ta, những cái cây nhỏ nhỏ đây là vườn cam đây anh chị em. Đây vườn cam. Tôi đi gần hơn để anh chị em nhìn thấy cái vườn cam còn nhỏ của ai đó trồng nơi đây. Ở đây đa số là người Công giáo, cho nên hầu hết chắc có lẽ những cái vườn này cũng là của những người Công giáo ở các giáo xứ xung quanh đây. Trên mỗi con đường khá là ngắn, chừng 5-6 cây số thôi, thì có đến 7-8 cái nhà thờ. Tôi đang đứng ở chỗ này là cái con đường vào hạt Lạc An. Thì nhà thờ đầu tiên của cái con đường này đó là giáo xứ Thượng Phúc, rồi kế giáo xứ Thượng Phúc là giáo xứ Ngọc Đồng, sau Ngọc Đồng là Cảnh Lâm, xong rồi tới Võng Khoa Vang, rồi tới Hoàng Châu, rồi tới giáo xứ Mỹ Vân mà tôi đang làm cha sở đó. Anh chị em thấy lâu lâu có chiếc xe chạy qua, thậm chí là những người dân ở đây người ta còn không đội nón bảo hiểm nữa, người ta cứ chạy như thế. Tôi đang nói tiếp về các giáo xứ, sau giáo xứ Cảnh Lâm, rồi tới Hoàng Châu, rồi tới Cảnh Lâm, rồi Mỹ, xin lỗi, Cảnh Lâm, rồi tới Võng Phan, rồi tới Hoàng Châu, rồi mới tới Mỹ Vân mà nơi tôi đang làm cha sở. Kế giáo xứ Mỹ Vân chỉ vài trăm thước thôi là nhà thờ Lực Điền, rồi sau nhà thờ Lực Điền là nhà thờ Biên Hà. Có hai con đường để đi vào trong hạt Lạc An chúng tôi. Có thể đi con đường cũ mà tôi đang đi đây là từ giáo xứ Thượng Phúc. Con đường này dẫn vào giáo xứ Thượng Phúc đầu tiên của hạt Lạc An, hoặc là một con đường khác nó có cái gần cây cầu. Anh chị em có nghe nói cầu Thủ Biên, thì con đường đó là con đường mới, đẹp hơn, cũng hoang sơ, cũng rừng như thế này, đẹp lắm, khung cảnh rất thú vị.
thì cái khung cái đầu đó, đó cái đầu mà đi gần cái cầu Thủ Biên đó, đi để đi vào Lạc An đó, đi vào hạt Lạc An của chúng tôi đó, thì chúng ta sẽ gặp giáo xứ Lực Điền trước tiên, giáo xứ Biên Hà trước tiên. Đấy, thưa anh chị em, cho chúng ta nhìn thấy khung cảnh của cái vùng Lạc An của chúng tôi còn hoang sơ thế này. Cái hạt Lạc An đó là cái xã Lạc An đó anh chị em. Và đây là cái vườn cam mới trồng của những người nông dân ở đây. Có thể tôi tin rằng đây là một số những gia đình công giáo, vì đây là rất gần giáo xứ Thượng Phúc rồi. Chắc là những cái vườn này là của những người công giáo, của những gia đình giáo dân của các giáo xứ quanh đây. Anh chị em thấy đây, nhìn xa một chút, đó là toàn cảnh của rừng, của vườn cao su, của đồi, của những cây dại mọc ven đường, mọc trong những cái khu vực mà người ta còn chưa khai thác hết. Thưa anh chị em, tôi đây một lần nữa, tôi Linh Mục Do Bautista Nguyễn Minh Hùng kính chào anh chị em. Anh chị em nhìn thấy tôi ha, chúng ta nói chuyện với nhau một tí để anh chị em được nhìn thấy khung cảnh đi vào hạt Lạc An của chúng tôi, mà trong đó có giáo xứ Mỹ Vân, nơi tôi đang làm cha sở. Và tôi đang đứng đây như một cái background đẹp, đó là một màu xanh của những cây dại ven đường. Đây, một màu xanh. Lâu lâu có những chiếc xe đi ngang qua như thế này. Tôi đang đứng vào một buổi sáng, thưa anh chị em. Đây là một buổi sáng của ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2024. Tôi xin quay lại để anh chị em nhìn thấy một lần nữa. Cái con đường đi còn rất hoang sơ, rất đẹp như thế này. Và đây là cái khung cảnh rất gần của chúng ta, những cây dại mọc ven đường. Thôi, tôi xin kính chào anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Cảm ơn Chúa đã cho tôi về cái nơi mà còn hoang sơ và khí hậu còn trong lành, và những điều kiện sống tuy có thiếu thốn hơn những cái nơi gần thành thị, gần nơi đô thị hóa, thế nhưng mà bù lại chúng ta có được một bầu không khí thở rất dễ dàng, rất quý. Cảm ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Xin Chúa luôn luôn ở cùng tất cả chúng ta. Một lần nữa tôi xin kính chào.